Hãy subscribe.
Manchester City vô địch và Manchester City đã vô địch Champions League. Điểm cầu muộn nhất và cũng nóng nhất của bóng đá châu Âu cuối cùng đã được kích nổ. Trận chung kết Champions League thứ 3 trong lịch sử giữa hai đại diện đến từ nước Anh và Ý. Kết quả vẫn không có gì mới lạ khi Man City đã chính thức lên ngôi vô địch đầy xứng đáng. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, nhưng chúng ta đều phải hạ mũ trước thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Họ đích thực là một tập thể hùng mạnh nhất châu Âu vào lúc này. Của em đã trao toàn là xa rồi, con tim em yêu thương không tận, chỉ là anh ngô nhăn mấy lâu. Cạnh em đã có ai thương rồi, liệu em có nghĩ đến anh một mình bơ vơ giữa phố đông người, tìm gì mới nhưng sao chẳng thành. Và mùi hôn rất ướt giữa âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài sẽ là dối lòng thì em chẳng ngại đâu. Là vua phá lưới World Cup khi các bé 2K5 chuẩn bị thi đại học. Dù có tên thật nhưng anh vẫn được gọi là Ninja Rùa. Không phải nói đùa nhưng anh giống như tay đua công thức 1. Khi anh bứt tốc thì cả thế giới bị bỏ lại phía sau. Anh chạy như CR7, anh quẩy như Thierry Henry. Mỗi khi anh phi thì đến cả Kyle Walker cũng phải hít khói. Anh là hiện thân cho câu nói tuổi trẻ tài cao, khiến cả thế giới lao đao khi cầm trên tay cúp vàng World Cup. Khi anh dục dịch rời đi thì Tổng thống Pháp cũng phải níu anh ở lại. Và khi ở lại, anh là phó chủ tịch đương đại của PSG. Không nể Messi thì đến cả penalty anh cũng cướp nốt. Và muốn làm giờ gốt thì tốt nhất là nên đến Real. Ông Hoàng bứt tốc, chúa tể tay côn, chiến thần phá gôn bằng những pha sút bóng. Vâng, chính là anh, người tình trong mộng của Real Madrid, Kylian Mbappe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.